Một ống hút nhựa chúng ta dùng 1 phút nhưng mà chúng ta mất tới 500 năm để phân hủy. Khi mà tôi đi đến các bãi biển nữa thì tôi thấy là bãi biển tràn ngập rác thải nhựa, trong phần lớn là ống hút. Thì bởi vì cái ống hút nhựa nó rất là nhẹ, nó trôi theo dòng nước và chảy ra biển. Mà tôi làm cái ống hút ngũ cốc ấy là bởi vì tôi bị ám ảnh với video của một chú rùa với một cái ống hút bị tắc ở trong mũi, rất là đau đớn khi lấy ra. Ống hút ngũ cốc được sản xuất theo quy trình như sau. Sau khi bà con nông dân thu hoạch lúa và sắn thì chúng tôi thu mua và đem nghiền chế biến thành bột. Sau khi từ bột chúng tôi đem vào nhà máy. Nhà máy của chúng tôi có đầy đủ các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi đem bột về, chúng tôi trộn theo một tỷ lệ mà đã được nghiên cứu. Sau đó thì chúng tôi cho vào máy, ép và đùn ra ống hút. Sau đó thì ống hút được cắt, sấy và hoàn thiện sản phẩm đưa đến người tiêu dùng. Hút ngũ cốc mang lại giá trị cho người sử dụng và môi trường như sau. Thứ nhất, đây là một sản phẩm rất thân thiện với môi trường. Đây là một sản phẩm mà người sử dụng không lo có vi nhựa. Nếu như bạn sử dụng và lỡ có đánh rơi xuống nước thì không ảnh hưởng đến các vi sinh vật, bởi vì là nó có thể trở thành nguồn thức ăn cho động vật và vi sinh vật. Thứ tư, ống hút ngũ cốc được làm từ nguồn nguyên liệu có thể tái tạo được. Ống hút ngũ cốc là sản phẩm tuy rất nhỏ nhưng là một sản phẩm mang tình yêu lớn của chúng tôi đối với thiên nhiên, đối với trái đất. Chúng tôi muốn thông qua ống hút ngũ cốc muốn truyền tải một thông điệp đến các bạn trẻ. Hãy thay thế sử dụng nhựa một lần bằng một sản phẩm thân thiện với môi trường giống như ống hút ngũ cốc.